はい、皆さん、こんにちは。先生、こんにちは。皆さん、こんにちは。こんにちは。はい、bài hôm nay chúng ta sẽ làm bài 23. Khi buồn bạn sẽ làm gì, hiểu chưa? À, hôm nay chúng ta sẽ chủ yếu chúng ta sẽ học về cái gì đấy? Hôm nay chúng ta sẽ học về khi. Khi hôm nào mình giải thích qua rồi đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp, hiểu chưa? Học cụ thể hơn. Khi buồn bạn sẽ làm gì? Hiểu chưa nào? Hay, đây, khi đây. Toki trong từ vựng nó ghi là khi đúng không nào? Khi đấy nhé. Rồi thì mẫu câu về tự tố đấy nhé. Nói chung là hai cái phần này chính thôi, phần này là phụ thôi. Được chưa? Hay, chúng ta vào phần đầu tiên đó là gì nhỉ? Phần Toki, cách kết hợp của nó đây. Toki, lúc làm gì đó, khi buồn đúng không? Hay là khi trở về nhà, khi đi sang Nhật, khi làm gì đó. Được chưa nào? Hay, cách kết hợp này. Động từ sẽ chia về thể ngắn đi. Được chưa? Thể ngắn về lực, về này, về tại. Được chưa? Tính từ thì đuôi thì giữ nguyên đi, đúng không? Đuôi na thì giữ nguyên na được nhá, đúng không? Đấy, khi đề na được nhé. Hãy tiếp theo thì danh từ sẽ no, được chưa nào? Hãy lúc khi đó. Ví dụ, hãy ok, chẳng hạn như thế này, mình sẽ ngày xưa chúng ta sẽ học một câu dạng hai câu như thế này. Michio watarimas là gì? Khi sang đường, nó đây là sang đường. Bắt đầu, kuruma ni kiyotsukemasu, kiyotsukemasu là gì? Cẩn thận đúng không? Cẩn thận ô tô hay là chú ý đến ô tô là thế nào? Thì chúng ta sẽ chia cái này. Watari sẽ là wataru đúng không? Wataru toki sẽ wataru đây. Michi o wataru toki kuruma ni kiyotsukemasu là gì? Khi qua đường phải chú ý ô tô đúng không? Phải để ý ô tô. Được chưa nào? Hay. Rất là dễ. Ok, phần ví dụ tiếp theo nào. Thúy nào? Hồng ố yo mu to ki megane o kakemasu. Cái này gì đấy? Khi đọc sách phải đeo kính. Khi đọc sách thì tôi sẽ đeo kính làm gì có từ phải? Sẽ đeo kính. Tôi sẽ đeo kính khi đọc sách. Chẳng hạn như có một người hỏi anh có hay đọc sách không? Có, tôi hay đọc sách. Đúng không? Demo hong yo mu to ki o megane o kakemasu. Được chưa nào? Ok chưa? Ví dụ như này, bây giờ mình đang bận này, những lúc bận, những lúc vội, những lúc khẩn cấp á, ông có lúc vội khẩn cấp là gì nhỉ? Isogimasu đúng không? Những lúc khẩn cấp thì tôi đi taxi. Thế nào? Isogu toki taxi de ikimasu. Đúng rồi. Isogu toki taxi de ikimasu. Hay tiếp theo này. Ví dụ bây giờ thời đại nó thay đổi rồi đúng không? Bây giờ tiền của chúng ta không phải tiền giấy nữa, tiền chúng ta bằng nhựa. Nhựa tức là cái thẻ để ngân hàng ấy. Tức là khi mua hàng, khi đi mua sắm thì tôi dùng thẻ. Thế nào nhỉ? Kaimono suru toki. Câu thì nói gì nhỉ? Sử dụng thẻ đúng không? Là kado tsukaimasu. Còn đây là gì đây? Kaimono kao toki wa kado tsukaimasu. Thế nào? Hoặc là gì nhỉ? Kado de haraimasu. Có một động từ haraimasu trong sách có không? Chưa? De haraimasu này. Haraimasu. Tức là gì nhỉ? Tôi trả bằng thẻ. Có thể sử dụng một trong hai câu này đều được. Được chưa nào? Hay. Hay to. Chúng ta chuyển sang câu tiếp theo này. Những lúc gì nhỉ? Chờ tàu. Những lúc chờ tàu hay là những lúc chờ xe buýt thì tôi đọc sách. Chờ xe buýt thì ở bên Việt Nam mình có xe buýt đi. Chờ xe buýt là gì? Matsu toki. Hongo yomimasu. Được chưa nào? Khi những lúc đợi tàu thì tôi hay xem quảng cáo này mà. Thường thì lúc mình rảnh rỗi mình đang đợi gì đó, thường mình sẽ xem quảng cáo đúng không? Đúng nào? Đúng không? Densha o matsu toki kokoku o mimasu. Các bạn có thể nhìn thấy cái hình ảnh nhà ga bên Nhật đây này, đúng không? Khi mà đợi tàu đấy, cảnh đợi tàu đây thì xung quanh các nhà xung quanh nhà ga nó hay chán những cái biển quảng cáo hay là có những cái clip gì đó người ta treo lên tường các thứ rất là nhiều đúng không? Video trên tường, TV ở trên tường nó có quảng cáo đấy thì mình xem quảng cáo đúng không? Hay ví dụ câu này này, densha o matsu toki hong o yomimasu, đúng không? Hay là bây giờ chúng ta đi vào thư viện, chúng ta mượn sách thì phải có thẻ hoặc là có thẻ học sinh chẳng hạn, đúng không? Thì cần có thẻ chẳng hạn, cần thiết phải có thẻ, đúng không? Thì chúng ta sẽ nói là khi mượn sách ở thư viện thì cần có thẻ. Thế nào nhỉ? Tô sô cảm đấy, cài hồng ố, cài lự toki, 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 cài lự
図書館で本を借りるときカードがいります。いりますな。カード。Còn thẻ học sinh chẳng hạn, thẻ học sinh nhé, gạc xe sọ, được nhỉ? Con nhớ nhé, gạc xe, gạc xe sọ, gạc xe sọ. Ok, gạc xe sọ này các bạn có biết chẳng hạn như thế này, đây là gạc cư, đúng không ạ? Gạc cư xe được đấy, là học sinh đúng không? Sọ là chữ này, gạc cư xe sọ, được nhỉ? Gạc xe sọ là thẻ học sinh, được chưa? Thẻ học sinh, gạc xe sọ ga irimasu. Được chưa nào? Hai. Ok, tiếp theo này. Hai. Phần đây là phần một phần luyện tập này. Wakarimasen là không hiểu đúng không? Sensei ni kikimasu. Hỏi giáo viên. Khi không hiểu thì hỏi giáo viên, đúng không? Wakaranai toki sensei ni kikimasu. Hỏi chỗ này chúng ta có thể kiite kudasai. Đúng không? Kiite kudasai. Hay hỏi giáo viên. Wakaranai toki wa sensei ni kiite kudasai. Hai. Được chưa? Hai. Tiếp theo. Thúy nào? Asa, di cần gà nai tu ki kao o araimasen. Cái này gì? Buổi sáng không có thời, khi không có thời gian thì tôi không được mặt. Không được mặt, đúng không? Khi không có thời gian thì không được mặt. Đúng cái nào? Hai. Tiếp. Chuma ga inai tu ki restaurant de gohan o tabimasu. Khi mà không có vợ, không có vợ thì tôi ăn ở nhà hàng ạ. Ừ, đúng không? Khi không có vợ thì tôi sẽ ăn ở nhà hàng. Được chưa nào? Cái câu nhà hàng. Tiếp. Chima ga uchi ni inai toki uwaki shimasu. Ừ, uwaki shimasu. Các bạn biết từ này uwaki là gì? Uwaki là ngoại tình. Là ngoại tình. Được chưa nhỉ? Uwaki là ngoại tình. Khi vợ không có nhà thì tôi ngoại tình. Được chưa nào? Uwaki shimasu. Được chưa? Hai. Tiếp. Okane ga nai toki arubaito o shimasu. Đúng rồi, đây là trường hợp các bạn sang Nhật đúng không? Thường để không có tiền để chi trả cho sinh hoạt. Khi không có tiền thì tôi đi làm thêm. Ôi, khi không có tiền thì tôi đi làm thêm, được chưa? Đấy, tiếp theo. Game ki o chukawa nai toki koko ni oite kudasai. Game là game ki là cái máy chơi game ấy, được chưa nhỉ? Máy chơi game. Là gì đấy? Khi mà không sử dụng được cái máy chơi game thì hãy để nó ở đây, được chưa? Hay để nó ở đây. Được chưa nào? Hay là gì nhỉ? Khi mà không sử dụng máy tính ý, Pasco mỗi sau này tôi ghi của bố mẹ ôi thì cả sai. Được chưa? Hay. Đến qua bang ngô gã wakaranai toki. Ichi hachi zero 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 ichi zero kyu ichi ni đến qua smash. Đến qua smash, đúng không? Khi mà không biết được số điện thoại thì hãy điện thoại từ số này. Thế nào? Hay, tiếp. Đây nhiều ví dụ thôi, mà đây chỉ nhiều ví dụ thôi. Cái câu này là ở bên trên là diễn đạt cái nội dung đúng không? Đây là đây. Watashi wa kanozo o imasen. Sabishii desu. Đây là tôi không có bạn gái. Không có bạn gái. Nên là rất là buồn. Nên là khi buồn thì tôi sẽ làm gì đây? Sabishii toki tomodachi ni denwa o kakemasu. Sabishii toki okashi o takusan tabemasu. Ok, nhưng sao? Sabishii toki, nani o shimasu ka? Sabishii toki, hon o yomimasu. Hon o yomimasu, ne. Chan-sama? Nemasu. Nemasu, sabishii toki, nemasu. Chi-sama, sabishii toki, nani o shimasu ka? Ongaku o kikimasu. Ongaku o kikimasu ka? Ii desu ne. Minasan wa, sabishii toki, nani o shimasu ka? Commento shite kudasai ne. Những lúc mà bạn buồn thì bạn sẽ làm gì đúng không? Hãy để comment xuống dưới clip này nhá. Ok. Hai, tiếp theo này. Ví dụ này. Kyo wa samui desu. Nani o shimasu ka? Bây giờ samui toki được nhé. Samui toki. Nani o shimasu ka? Samui toki. Aircon wo tsukemasu là gì? Khi này thì bật. Bật vào điều hòa. Bật điều hòa. Điều hòa đây là điều hòa hai chiều, được chưa? Ok. Ok nhỉ. Samui toki nani o shimasu ka? Mặc nhiều quần áo này gì nhỉ? たくさん服を着ます。うん、たくさん服を着ます。じゃあ、寒いとたくさん服を着ます。はい、OK。では、はみ顔が。じゃあ、テストのテンが悪いとき、ゴミ箱に捨てます。はい。あ、暇、バイ、バイ、検査、点検で、点検で、捨てます。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 捨
vứt vào đúng không nào? Tiếp. Đây là ở bên trên này. Đi đây. Kêu hoàn đi chiều bị đấy. Siêu độ gà đi mà xem. Giác sốc gà đi mà xem. Mà thế xưa khi mà để. Nói nhớ xin mắc cả. Đi đây. Hôm nay chủ nhật đúng không? Chẳng có việc. Chẳng có khe. Thôi rảnh rỗi đúng không? Làm gì đây đúng không? Mà thế xưa khi mà nà tô kì ê gà ô mì mà. Để xin chào. Hãy chăng sẵn. Khi mà nà tô kì nói nhớ xin mắc cả. Nên mắc. Nên mắc. Chăng sẵn nè. Hãy nhớ. Hima na toki nani o shimasu ka? Onaku o kikimasu. Hai, hiza. Koen e ikimasu. Koen e ikimasu. Hai. Okay, ja. Hai, tep, moita. Mina ga genki na toki sakka o shimasu. Hai, ikou naide dai. Minna de tatka ne ja. Chuku mo na minasan, minasan. Minasan na mọi người de ne ja. Hai. Minasan na mọi người. Còn minna de tatka ne ja. Hai. Khi tất cả cũng khỏe mạnh thì chơi bóng đá nhé. Ok? Hai. Hai ok, câu tiếp theo của số 19 này. Sensei wa 30 sai. Bây giờ thầy đang 30 tuổi. Thầy đã cưới rồi, thầy kia nào. Con Stemat là đang trong tình trạng cưới đấy. Để xin nhận. Hai. 4 năm trước thầy 26 tuổi đúng không? Và khi đó thầy đã cưới đúng không? Vậy thì cái công việc này nhỉ? Khi thầy 26 tuổi thì thầy đã lấy vợ. Được chưa? Thầy con Stemat đã. Đúng không? Hay. Tức là trong năm đấy thì thầy đã cưới đúng không? Còn bây giờ trong tình trạng thầy 30 tuổi thế thôi, không có gì cả đúng không? Ví dụ em nói là gì? Trong 22 tuổi chẳng hạn, ví dụ em lấy chồng rồi chẳng hạn đúng không? Itsuki konshimashita ka? Em lấy vợ, em lấy chồng khi nào đúng không? 22 sai no toki kikon shimashita. Được chưa nào? Ok chưa? Đấy, tiếp theo câu cuối cùng. Ngay, ame de ame desu. Đây là đang ví dụ về danh từ đúng không nào? Hai. Hai, ame desu. Nani o shimasu ka? Ame no toki desu ne. Ie de benkyou shimasu. Hai, chúng ta chuyển sang vấn tiếp theo. Tức là gì đây? Vừa nãy là danh từ, tính từ các thứ đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ gì nhỉ? Về dự và về tạ. Khi gì đó? Khi. Đúng không? Hai, ngắn như là gì đây? Kore kara gohan o tabemasu. Tức là đây sẽ có động từ đúng không? Hai. Câu này hôm nọ dạy rồi đấy. Hai. Khi ăn cơm, hôm nọ là gì nhỉ? Trước khi ăn cơm thì nói, đúng không? Bây giờ chúng ta xem ご飯を食べる時いただきますと言います khi ăn cơm thì sẽ nói là いただきます đúng không nào? Hay này câu dưới này dễ đấy ご飯を食べました tức là ăn cơm xong ngồi đấy đúng không? Thì chúng ta sẽ phải chia bè thể tạ được chưa nào? ご飯を食べた時ごちそうさまでしたと言います hai con này học chưa? Hai. Được rồi đúng không? ごちそうさまでしたいただきます được rồi nhá. Hai, tiếp theo này. Hai. Thúy đọc à? Neru toki oyasumi to imasu. Oyasumi to imasu. Đúng không? Kingu kino oyasumi. Oyasumi đúng không nào? Hai, oyasumi nasai, oyasumi đều được. Tiếp. Okita toki ohayou to imasu. Khi mà dậy, thức dậy thì nó sẽ chào nhau. Ohayou đúng không? Hai. Hai. Tiếp theo. Hai câu luôn đi. Kaeru toki sayonara to imasu. Kaeru toki là gì nhỉ? Khi mà về nhà thì chúng ta sẽ nói là khi mà chúng ta đi về đâu đó, tức là chúng ta đang ở công ty chẳng hạn, thôi tôi về đây. Khi chúng ta về thì chúng ta sẽ nói là sayonara. Thế nào? Còn thì khi về đến nhà, ie kaeta toki đây này. Khi về đến nhà thì chúng ta sẽ chào mọi người nhà là gì nhỉ? Tadaima. Tadaima đúng không nào? Hai. Yen e kaeta toki tadaima to imasu. Được chưa nào? Hai. Hai. Tiếp theo. Present o moratta toki arigato to imasu. Arigato to imasu. Ara, arigato gozaimashita. Được chưa nào? Hai. Hai. Tiếp theo. Chà. Present o ageru toki honno kimochi desu dozo to imasu. Khi mà tặng quà thì sẽ nói là honno kimochi desu dozo. Được, honno kimochi desu này. Cuốn sách cũ thì người ta dạy cái từ này, nhưng mà cuốn sách mới thì người ta không dạy từ này. Thế nên là hai, đây là cái từ honno kimochi desu nó có nghĩa là gì nhỉ cha nhỉ? Một chút lòng thành. Đây là một chút lòng thành của tôi. Đây, anh cầm lấy đi. Chút lòng thành. Được chưa? Một chút lòng thành của tôi, anh cầm lấy đi. Được chưa? Tôi imasu. Hai, tiếp. Osake no o non Nonda toki unten shinai de kurasai. Cái là gì nhỉ? Khi mà đã uống rượu thì không nên lái
không nên lái xe, được chưa? Khi mà ông rượu rồi thì không nên lái xe, được chưa? Tiếp. Passport o nakushita toki daisukan e ikimasu. Daisukan e ikimasu. Nghĩa là gì? Khi nào mất hộ chiếu. Hộ chiếu. Hãy đi đến đại sứ quán Thaiskan. Trong đây có không? Sách có Thaiskan không? Không à? Ghi rồi nhá. Thaiskan á, đại sứ quán, được chưa nào? Đấy. Khi đánh mất hộ chiếu thì hãy đi đến đại sứ quán này. Ok chưa? Hay bây giờ chúng ta chuyển sang phần tiếp theo đó là gì nhỉ? Về đến tô rồi nhé. Về đến tô. Tức là hễ cái gì đó thì sẽ gì đó. Ví dụ mình này, hễ chấm vào đây. Bấm nút này thì slide sẽ chuyển tiếp đúng không? Này, bấm vào cái sẽ chuyển tiếp. Đấy chưa? Bấm vào cái nút này thì cái này nó sẽ xuất hiện. Chữ sẽ xuất hiện. Thế nào? Hay. Hoặc là chúng ta sẽ gì nhỉ? Rẽ bên phải thì sẽ có một cái ngân hàng chẳng hạn. Rẽ bên trái thì có một công viên chẳng hạn. Đấy chưa? Cái điều gì đó nó hiển nhiên đấy chưa? Tức là cái công viên nó làm đấy rồi nó hiển nhiên đúng không? Bấm là cái này nó ra là hiển nhiên rồi, được chưa? Hay. Hễ hoặc là cứ cái gì đó. Thế nhá, chia thể lực nhá. Ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ có một mẫu câu này. Oto ga chiisai desu ne. Oto o ookiku suru toki dou shimasu ka? Dịch câu này thế nào nhỉ? Tiếng bé quá, tiếng bé đi. Đúng không? Khi mà muốn cho tiếng to hơn thì làm thế nào? Cho to hơn thì làm thế nào bây giờ? Đúng không? Thế là gì đấy? Tsumami. Tsumami là cái gì đây? Trong sách là gì đây? Cái nút đúng không? Nút. Cái núm gì đó đúng không? Ví dụ như vậy, đúng rồi, cái loa chúng ta có cái núm đúng không? Chúng ta sẽ bắt cái núm đấy lên đúng không? Hay. Khi mà xoay cái núm đó thì tiếng sẽ to lên đúng không? Hay. Ô tô bắt ô kì cửa này mà. Thế nào? Hay. Nào, trang mà. Kono botan o osu to CD ga ugokimasu. Khi mà ấn cái nút này. Ấn, nhớ chưa? Osu là ấn đúng không? Khi mà ấn cái nút này thì CD Fuyu ni naru to yuki ga furimasu. Khi mà đến mùa đông thì tuyết sẽ rơi. Khi mà mùa đông đến thì tuyết sẽ rơi đúng không? Sự hiển nhiên là thế nào? Tiếp trang. Nihongo o yoku benkyou suru to Nihongo ga zoru ni narimasu. Thế là gì đấy? Khi mà chăm tiếng Nhật thì sẽ giỏi lên. Đúng không? Sự thật thì các bạn phải học chăm rồi nhỉ? Học một ngày 1-2 tiếng thì đấy không phải là chăm nhé. Học tiếng Nhật mà chăm thì phải lúc nào cũng phải học, đúng không? Trong tình huống nào cũng phải học, được chưa? Ví dụ mình đi ra ngoài thì cái từ đi ra ngoài nó chẳng được à? Đi các cái mask hay chúng ta thì đi vào vệ sinh này, đi vào thì tôi đến đi hay đi mask, được chưa? Ăn cơm phải à? Hoa ngộ thay về mask, trong ngoài cơm itadakimasu, đọc sách khi mà chúng ta bắt đầu dở ra đọc sách cũng phải học thuộc cái từ à? Hồng ngộ yo mask. Thế nào? Thì nó mới nằm ở trong đầu chúng ta được. Thế nào? Hay tiếp theo này. Ok, đây có 3 slide luôn, mọi người cùng đọc đi. Thúy nào, mọi người đọc được. Keso suru to kirei ni narimasu. Keso. Đó là keso. Keso. Keso suru to. Keso suru to kirei ni narimasu. Kirei ni narimasu. Keso của chúng ta là trang điểm. Cứ trang điểm là sẽ xinh. Được chưa nào? Đúng không? Hay. Tiếp theo. Massugu iku to Migi ni chiusajo ga arimasu. Nghĩa là gì đấy chứ? Guri thẳng thì cái bãi đỗ xe có bên tay phải à? Guri thẳng thì cái bãi đỗ xe sẽ nằm ở bên phải. Được chưa? Câu số 8 chúng ta. Kono hashi o wataru to Migi ni denwa ga arimasu. Cái câu này nó hơi cũng một tú. Cái cột này điện thoại. Ngày xưa vẫn còn cái cột điện thoại. Bot điện thoại nhé. Thì đây là cái bot điện thoại, được chưa? Thế là hễ vượt qua cái cầu này là khi mà đi qua cái cầu này thì cái bot điện thoại nó nằm ở bên phải. Thế thế nào? Ở bên Nhật khi mà chúng ta mới sang Nhật, chúng ta thì là không có điện thoại, không biết làm thế nào gọi điện về nhà là con đã sang rồi. Thì chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn một vài đồng tiền xu. Bên Nhật vẫn còn rất là nhiều cái bot điện thoại để chúng ta sử dụng. Thế thế nào? Ok,
chúng ta chuyển sang thì ở phần cuối cùng. Phần cuối cùng rất là đơn giản thôi. Thế những cái động từ di chuyển. Trong bài có những động từ di chuyển là gì nhỉ? Watarimasu này. Đúng không? Maganimasu này. Hay là bây giờ chúng ta học những từ nhỉ? Arukimasu là gì? Đi bộ. Arukimasu là đi bộ đúng không? Chạy là gì? Hashimasu đúng không? Hay. Thì những cái động từ đấy thì người ta sẽ gì nhỉ? Dùng từ ố. Thế nào? Ví dụ cô sa tên ô mì gì ế mà gà đi mà là gì đây? Rẽ sẽ phải. Rẽ phải đó. Ngã tư nhớ chưa? Ok. Rẽ phải ngã tư. Được thế nào? Hay. Tiếp. Chẳng hạn như này. Cô ế nó sàn phố ô xì mà là gì đây? Đi dạo ở công viên ạ. Cái này nó hơi khác đấy nhá. Vẽ đây. Ok. Đây, cô ấy nó samposima tức là ví dụ công viên ở bên Nhật nó rất là to thấy không? Người ta sẽ đi dạo qua công viên. Thấy chưa? Thì là gì nhỉ? Ồ, cô ấy nó samposima đi dạo qua công viên. Tức là đi thẳng qua công viên này, thấy chưa? Còn bây giờ mình đến công viên mình đi dạo thế nào? Cô ấy đệ samposima. Thấy chưa? Đến công viên xong đi dạo xung quanh công viên thì sẽ là đế được nhá. Thì đi gặp ở công viên còn đi dạo qua công viên. Thấy chưa nào? Đầu tiếp theo. Hay. Đây có mấy thứ này. Michio, Watarimasu có thể nói rồi đúng không? Là gì đây? Đi qua đường. Vượt qua đường đúng không? Vượt qua đường Watarimasu. Hay là qua cầu chứ. Hashio, Watarimasu. Được chưa? Tiếp theo. Dobi o. Đi đây. Hashirimasu. Dobi là gì? Đại sảnh. Sảnh. Ừ. Cái sảnh hay cái hành lang? Dobi là cái sảnh, thấy chưa? Sảnh chờ, thấy chưa? Hành lang, thấy chưa? Tức là gì nhỉ? Cái sảnh dây to này, cái kê ở đây, thấy chưa? Thì mình sẽ chạy qua này, thấy chưa? Hai lô biểu hoặc xì hoặc tức là chạy qua sạch. Như thế nào? Tiếp theo. Niwao Arukimasu. Nghĩa là gì đấy? Đi qua cái vườn. Cái vườn nó cũng rộng đúng không? Mình đi qua cái vườn này. Thế thế nào? Đây cái vườn này. Ok chưa? Hai. Xong rồi. Matome desu ne. Và hôm nay có 3 phần như này đúng không? Một là gì đấy? Toki. Hai. Động từ chính là Beru Toki hay là Beta Toki. Thế thế nào? Hai. Ok chưa? Hai con về tố này đúng không? Hidari ni magaru to koen ga arimasu. Đi đây, cứ rẽ. Trái là sẽ có công viên mà thôi, đúng không? Mà đây là gì nhỉ? Koen no sanpo suru, tức là đi dạo qua công viên. Qua công viên, thấy chưa? Hai. Hai, xong rồi. Kyo no juryu wa koko de owarimasu. Hai, minasan, kyo wa arigatou gozaimashita. Sensei, arigatou gozaimashita. みなさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。